Phát biểu tại cuộc họp báo, Thủ tướng Malaysia cho biết hiện vẫn chưa thể xác định chính xác vị trí của chiếc máy bay khi lần cuối cùng nó liên lạc với vệ tinh. Tuy nhiên, ông khẳng định hệ thống tiếp sóng đã bị ngắt khi máy bay đang ở giữa lãnh hải của Malaysia và Việt Nam. Và dữ liệu radar đã cho thấy từ địa điểm này, MH370 quay đầu hướng về phía Tây, rồi di chuyển lên hướng Tây Bắc. Đây là hành động cố ý của một ai đó trên chuyến bay, và mặc dù có thông tin máy bay bị không tặng, song chúng tôi vẫn đang tiếp tục điều tra. Tôi cũng mong mọi việc được rõ ràng. Ông Najib Razak cũng cho biết mọi hoạt động tìm kiếm chiếc máy bay mất tích ở khu vực Biển Đông đã kết thúc. Thay vào đó, hai hướng bay khác là Nam Ấn Độ Dương và khu vực gần Thổ Nhĩ Kỳ sẽ trở thành trọng tâm tìm kiếm mới. Trong khi đó, trang tin Bloomberg của Mỹ lại cho rằng có dấu hiệu cho thấy chiếc máy bay mất tích của hãng hàng không Malaysia đang ở ngoài khơi vùng biển Australia. Khi đề cập đến khả năng máy bay bị không tặc, Thủ tướng Najib Razak vẫn giữ thái độ khá thận trọng và không có kết luận cuối cùng. Còn giám đốc hãng hàng không Malaysia Airlines vẫn phủ nhận khả năng máy bay bị không tặc khống chế. Hiện các nhà chức trách Malaysia cũng đang tập trung điều tra về phi hành đoàn và hành khách trên chuyến bay để tìm ra manh mối của vụ việc. Thủ tướng Malaysia cũng gửi lời cảm ơn chân thành đến chính phủ các nước đã tận tình giúp đỡ tìm kiếm chiếc máy bay bị mất tích.